Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ làm một cái video, một cái ngày rất đặc biệt trong năm, ngày 31 tháng 3 năm 2020. Ngày mà làm cho rất là nhiều người hoang mang, ngày mà làm cho rất là nhiều người cảm thấy lo lắng và có một phần tuyệt vọng về tương lai. Nói hơi quá thì có một số người vẫn suy nghĩ như vậy. Nhưng đây là một ngày mà mình nghĩ đánh dấu được những cái điều rất là đặc biệt đối với cuộc đời của mình. Đây là ngày bắt đầu một sự thử thách. Một sự thách rất là lớn để chúng ta xem rằng bản thân mình có năng lực như thế nào. Video này với vai trò là một CEO, một người sáng lập một doanh nghiệp và đang vận hành một doanh nghiệp, thì mình muốn chia sẻ về cái khía cạnh của mình, muốn nhắn nhủ đến các bạn, các anh em, các chị em đang đi làm về các doanh nghiệp. Vì đây là một cái quan điểm cá nhân, và nếu chúng ta có đón nhận hay không thì chúng ta cứ chia sẻ bên dưới. Hiện tại thông tin chính thức của chúng ta là cả nước mình sẽ cách ly xã hội từ hôm nay đến ngày 15 tháng 4. Đó là những thông tin mà ai cũng biết. Nhưng đó bản thân mình thì mình thấy cái thông tin đó, đối với mình thì mấy hôm nay mình đón nhận mọi thông tin đó nó giống như một chuyện rất bình thường. Tức là cái chuyện đó có đến với mình hay không đến với mình thì nó chỉ là một cái chuyện sớm muộn. Và quan trọng là mình sẽ thích nghi với cái chuyện đó như thế nào. Mình biết rằng chúng ta sẽ không thể không lo lắng. Mỗi người sẽ có một cái chỉ số lo lắng khác nhau. Mỗi người sẽ có một cái cách phản ứng lại cái nghịch cảnh, phản ứng lại những thử thách hay những khó khăn khác nhau. Nó sẽ tùy thuộc vào những gì người đó đã rèn luyện và trải qua trong cuộc đời. Và sẽ có rất là nhiều cách làm, và mình chia sẻ về quan điểm của mình. Làm như thế nào là mình cảm thấy rằng nó sẽ thỏa mãn được những cái điều kiện nghịch cảnh, nhưng nó tạo ra được những cái cơ hội, nó tạo ra những giá trị lớn trong thời điểm hiện tại và trong tương lai. Nếu bạn đang phải làm việc ở nhà, work from home, thì các bạn đã may mắn hơn khoảng 50% những người lao động tại Việt Nam rồi. Nhiều người hiện tại đang thất nghiệp. Nếu hôm nay ngày 31 tháng 3 bạn nhận lương, đúng không? Điện thoại ten ten, bạn mở ra lương và lương nó vẫn giống như mọi tháng. Hôm nay có thể không có thưởng, thì bạn đã may mắn hơn khoảng 60-70% người lao động rồi. Bạn mà còn lo lắng sao tháng này không có thưởng, sao tháng này không có cái này cái kia, thì mình không biết nó cái gì nữa. Nếu bạn đang vẫn nhận lương đúng trong tháng này và tiếp tục tháng sau bạn vẫn nhận lương, thì mình nghĩ đến lúc đó là các bạn đã may mắn hơn khoảng 80% người lao động tại Việt Nam rồi. Vì vậy, chúng ta còn than vãn gì nữa nếu mà chúng ta đang trong hoàn cảnh đó. Còn nếu mà chúng ta đã ngoài cái hoàn cảnh đó rồi, chúng ta đã bị sa thải, chúng ta đã bị cho nghỉ việc hay là chúng ta đã bị giảm lương, thì chúng ta sẽ rất hiểu những điều này. Và ở đây mình sẽ chia sẻ cho mọi người năm cái thứ mà chúng ta cần phải làm nếu chúng ta vẫn còn đang đi làm. Và năm cái điều này mình nghĩ nếu mà chúng ta làm được, xã hội mình sẽ tốt hơn, kinh tế Việt Nam sẽ có thể ổn định, tức nghĩa là sẽ tốt hơn là cái mà theo cái cách mà chúng ta sẽ làm theo cái hướng tiêu cực. Mình không đảm bảo là nó sẽ phát triển, là tại vì nó sẽ phải phụ thuộc vào rất nhiều thứ. Trong giai đoạn hiện tại chúng ta sống là đã một cái điều rất là quan trọng rồi, rất là vui rồi. Mà nếu chúng ta qua cái giai đoạn này thì chắc chắn chúng ta sẽ phát triển, giống như một cái cây qua một cái cơn bão hay một trận khô hạn vậy đó. Nó sống được thì trong cái điều kiện bình thường nó phải tốt thôi. Còn trong cái điều kiện bình thường mà nó không tốt nổi nữa thì nó chết là xứng đáng rồi. Nên đây là một cái giai đoạn thử thách rất là lớn. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu cái buổi chia sẻ của mình. Khi mà chúng ta trong cái giai đoạn này, mình nghĩ chúng ta sẽ có rất là nhiều cái câu hỏi cho sếp của mình.
Cái hỏi đầu tiên mà nghĩ chúng ta sẽ hỏi trong đầu mình, hoặc là đến trực tiếp hỏi, đó là: tháng này, số 1, sếp ơi, tháng này em có bị giảm lương hay không? Có bị giảm lương hay không? Đây là một câu hỏi chính đáng. Mình không phán xét câu hỏi này. Nhưng đối với mình, bạn hãy bỏ cái câu hỏi này qua. Tại vì bạn có hỏi, nó cũng không mang lại một cái giá trị gì hết. Thì thay vì hỏi bạn có bị giảm lương hay không, thì hai câu hỏi đó, mình sẽ dẫn bạn một cái câu hỏi khác hay hơn. Đó là: sếp ơi, em có thể làm gì để giúp công ty mình vượt qua khó khăn hay không? Nếu một người sếp nghe một cái câu hỏi này từ bạn, đó là một cái nguồn doping, một cái nguồn động lực tuyệt vời. Phải rất là may mắn chúng ta mới có những nhân sự như vậy. Những nhân sự biết nghĩ cho tổ chức, biết nghĩ cho cái chung. Khi bạn hỏi câu hỏi đầu tiên là bạn nghĩ cho bạn. Mình không phán xét nó là đúng hay sai, tại vì mình nói nó là chính đáng. Ai cũng có quyền nghĩ cho mình. Nhưng mình chỉ cho các bạn một cái câu hỏi khôn ngoan hơn. Đó là: bạn có thể làm gì để giúp tổ chức khó khăn? Hỏi xong thì phải làm, chứ không phải hỏi để hỏi. Mình chia sẻ ở đây không phải để hỏi để hỏi, hỏi để làm. Trong cái giai đoạn khó khăn này, đó là giai đoạn của sự thiếu hụt về giá trị. Tức nghĩa là nhiều người không đi làm được thì xã hội sẽ bị thiếu giá trị. Xã hội này vận hành theo nguyên tắc là trao đổi giá trị với nhau. Tôi làm việc này, anh làm việc kia, và chúng ta trao đổi cái giá trị thông qua một cái quy ước về tiền. Và bây giờ anh kia không đi làm được, tức nghĩa là anh không có gì để đổi với mình. Và mình có mà mình không có ai đổi với mình thì mình đổi cái gì? Nên đây là giai đoạn chúng ta đang bị thiếu hụt giá trị. Và thay vì nghĩ rằng là bạn có bị giảm lương hay không, thì hãy nghĩ rằng là bạn có thể làm gì để thêm được giá trị cho tổ chức hay xã hội hay không. Công ty cần những người vượt qua khó khăn. Công ty cần những người truyền động lực và cảm hứng. Công ty cần những người suy nghĩ tích cực. Hãy hỏi câu hỏi này: em có thể làm gì để giúp công ty phát triển được hay không? Em có thể làm gì để giúp công ty vượt qua khó khăn được hay không? Câu hỏi số 2 mà mình nghĩ rằng chúng ta sẽ hỏi nặng hơn, đó là bạn sẽ thắc mắc trong đầu là: bạn có bị sa thải hay không? Và nếu chúng ta đang có cái câu hỏi đó trong đầu đó, thì bản thân mình nghĩ chúng ta nên hỏi một câu hỏi khác. Mình nghĩ ở đây mọi người sẽ nói mình hơi cực đoan, nhưng đối với bản thân mình sẽ phân tích theo khía cạnh của mình nhé. Thay vì hỏi câu hỏi này, nếu bạn biết rằng công ty chắc chắn sẽ cho bạn nghỉ, thì bạn hãy làm một cái việc mà mình nghĩ rằng bạn phải làm, đó là hãy hỏi sếp bạn rằng: bạn có thể làm không lương hay không? Bạn sẽ cười khi mà nghe cái câu hỏi này. Nhưng mà khoan, để mình phân tích. Khi mà chúng ta nghỉ ở nhà, nếu công ty sa thải mình, bạn nghĩ trong giai đoạn này bạn có thể tìm được một công việc khác hay không? Mình nghĩ rất khó. Rất khó để kiếm được một công việc trong giai đoạn này. Nên bạn đang có một công việc thì hãy trân trọng với nó. Tuy nhiên bạn nói ok, tôi sẽ sống tốt tại vì tôi có tiền tích trữ, ok, điều đó thì mình không bàn nữa. Nhưng cái gì không dùng thì nó sẽ mất. Cái gì không dùng thì nó sẽ mòn. Cái sức khỏe của mình, cái trí tuệ, cái năng lực của mình nó cũng vậy. Cái gì mình không xài thì nó sẽ mất đi thôi. Tất nhiên là nó như vậy rồi. Vì thay vì để nó mất đi mà không có một cái giá trị gì, thì hãy làm không lương đi. Bạn chấp nhận làm không lương với tổ chức, thì khi tổ chức vượt qua khó khăn, theo bạn người ta có bỏ bạn hay không? Theo bạn người ta có nở lòng nào bỏ bạn không? Người ta sẽ trân trọng bạn một cách vô cùng.
Người ta sẽ cảm thấy may mắn vô cùng khi có những con người như vậy đồng hành với mình. Khi mà tổ chức khó khăn, chúng ta ra đi, chuyện đó rất đơn giản, ai cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà nếu khó khăn mà chúng ta không ra đi á, thì điều đó mới khó. Và cái khó thì nó sẽ mang đến những phần quà tương xứng. Khi mà chúng ta làm việc, đó là cái cơ hội của chúng ta. Nếu công ty vượt qua khó khăn như mình nói, chắc chắn người ta sẽ mang đến những cái giá trị, những cái sự đền đáp xứng đáng với những gì mình đã bỏ ra. Là một người làm chủ, người ta sẽ nhìn thấy rất là rõ được rằng là bạn đã có thể đã có cống hiến cho người ta như thế nào. Người ta sẽ không bỏ các bạn đâu, mình chắc chắn cái điều đó luôn. Nhưng nếu rủi, chúng ta đã cố gắng rất nhiều nhưng mà nó vẫn không có mang lại kết quả như chúng ta mong muốn, công ty vẫn phá sản, thì bạn đã có một bài học rất lớn. Bài học ở đây không phải là bài học không mình ngu quá, không phải. Khi bạn làm trong giai đoạn khó khăn, bạn sẽ học được rất nhiều thứ. Đầu óc bạn phải căng lên, bạn suy nghĩ, bạn phải vận dụng hết năng lực của bản thân mình. Đôi khi chúng ta làm trong một điều kiện môi trường bình thường, chúng ta sẽ không thấy mình giỏi như thế nào đâu. Nhưng khi mà mình vô trên trường hợp khó khăn á, mình sẽ, ồ, sao mình hay quá ta, giỏi quá ta, vậy mà cũng làm được. Và đó là cái cơ hội để cho những người khác thấy được năng lực của bạn. Sau này công ty đó không làm, không còn làm nữa, thì bạn nghĩ sao khi mà cái tình hình nó bình thường, bạn có phải đi làm hay không? Bạn vẫn phải đi làm. Nếu bạn đi làm cho người khác, thì cái cơ hội bạn sẽ đến từ những cái offer của những người cũ. Cái hàng đó nó làm ghê lắm, cái dịch cúm này như vậy mà nó làm không lương luôn, nó làm nhiệt tình, nó làm hiệu quả, nó dễ thương vô cùng, mày tuyển nó đi, tao cam đoan với mày luôn. Mặc dù công doanh nghiệp tao, tại vì tao dở nên là tao để cho công doanh nghiệp phá sản, nhưng mày có cái bạn này đảm bảo mày rất là ok. Bạn đã có một cái giá trị, bạn đã có một cái vốn về sự mối quan hệ và sự giới thiệu, niềm tin của người khác. Hoặc nếu bạn mở một doanh nghiệp mới thì bạn nghĩ rằng bạn có dễ tìm được nhân sự hay không? Mình tin là dễ. Những người đồng nghiệp, những người đã cùng làm việc với bạn, họ chứng kiến cái cách bạn làm, chứng kiến cái những gì bạn đã trao qua, những gì bạn cống hiến, họ sẽ tin tưởng bạn và họ sẽ theo bạn. Người ta theo một người sếp là theo về cái tinh thần, cái năng lượng, cái năng lực của họ, chứ không phải là lương nữa bạn. Bạn trả lương cao thì người ta vẫn sẽ đi đến một người khác trả lương cao hơn. Vì tiền là cái thứ dễ nhất, nhưng cái năng lượng bên trong, là cái tinh thần không phải ai cũng có. Cái đó cần một sự rèn luyện rất lớn. Và đây là cái giai đoạn để chúng ta rèn luyện điều đó. Chúng ta chứng kiến những sự thay đổi, chúng ta chứng kiến những cái sự khó khăn và chúng ta vượt qua. Cái điều số 3 mình muốn chia sẻ cho mọi người. Mình thấy rằng có rất là nhiều bạn bè của mình lo lắng. Lo lắng ok, mình chấp nhận. Thứ hai là có một thứ mà mình không chấp nhận được, đó là nhiều chuyện. Thay vì lo lắng và nhiều chuyện. Nhiều chuyện là cái bệnh mà mình thấy rất là nặng ở Việt Nam mình. Ba cái tin xàm, tin nhảm, tin giật gân, tin câu view, đó là nhiều chuyện. Bạn không làm được gì cho xã hội thì thôi, đừng có lợi dụng. Lo lắng, ok, bạn có quyền lo lắng. Nhưng mà thay vì làm cái chuyện lo lắng và nhiều chuyện này đi, thì mình nghĩ bạn làm cái việc này tốt hơn. Đó là hãy làm việc đi. Làm việc đi. Tôi cần bạn làm việc, tôi không cần bạn lo giùm. Tôi không cần bạn nhiều chuyện giùm. Tôi cần bạn làm việc. Ai cũng thấy cái điều này, ai cũng thấy sự khó khăn này, ai cũng thấy những cái vấn đề mà xã hội đang gặp phải. Không phải một mình bạn thấy. Chúng ta đã lo lắng quá nhiều rồi. Và chúng ta không cần chúng ta lo lắng nhiều hơn. Vì cái sự lo lắng nó không giải quyết được vấn đề, mà sự làm việc mới giải quyết được vấn đề. Vì khi làm việc chúng ta sẽ sáng tạo. Công ty cần chúng ta làm việc. Vì chúng ta đang làm, nếu như mình nói đó, bạn vẫn đang điện lương, bạn vẫn đang đi làm. Công ty cần bạn làm việc chứ không phải cần bạn lo lắng. Phải action đi, đừng có suy nghĩ nữa. Nghĩ cái gì được thì làm liền. Như mình đang nói, sự thiếu vắng hiện tại là sự thiếu vắng về giá trị,
mà giá trị phải được tạo ra bằng hành động. Cái giá trị á, nó từ suy nghĩ là inside nè, out. Có inside mà không có out á, thì sẽ không có sinh ra được giá trị. Giống như có cái mầm mà không bao giờ nở được cái cây vậy đó. Bạn có suy nghĩ rất là tốt, bạn có những sự lo lắng, sự dự trù, những cái sự khó khăn rất là tốt, nhưng mà bạn không action, bạn không hành động. Bạn có những kế hoạch, bạn có những dự án, bạn không hành động. Công ty đang cần tạo ra giá trị, xã hội đang cần chúng ta tạo ra giá trị. Và muốn tạo giá trị được thì phải hành động. Bạn có một tư duy tốt kết hợp với một hành động dứt khoát, bạn sẽ tạo ra giá trị tốt hơn. Còn bây giờ nếu chúng ta chỉ có suy nghĩ mà không hành động thì nó sẽ không sinh ra được giá trị. Mà chúng ta chỉ hành động mà không suy nghĩ thì giá trị chúng ta sinh ra không lớn. Vì vậy mình muốn chúng ta kết hợp cả hai. Dành cái thời gian lo lắng đó, dành cái thời gian lo lắng đó để suy nghĩ những cái sáng tạo của mình, chứ không phải để lo, không phải để đọc tin, để hoang mang, để sợ hãi, để dự đoán những cái A, B, C, D, E, F. Tại vì mình nói rằng chúng ta hãy sống với cái tâm thế rằng mọi việc xảy ra đều là bình thường, vì chúng ta không thay đổi được nó. Cái gì không thay đổi được thì hãy để nó bình thường. Con virus này chúng ta không thay đổi được. Tình hình xã hội này chúng ta không thay đổi được. Chúng ta chỉ đang giúp nó tốt hơn bằng những cái gì mà chúng ta phải làm. Chẳng hạn như cách ly xã hội, làm việc từ xa, tránh tiếp xúc nhau, tuyên truyền cho mọi người biết. Chứ không phải là chúng ta ngồi đó chúng ta lo lắng, mà không phải là ngồi đó để truyền tin, để gieo cái sự lo lắng đó cho những người khác. No need, không cần ha. Và những việc đó mà chúng ta phải làm giai đoạn này là gì? Là mỉm cười. Là mỉm cười, cái điều đó là rất quan trọng. Chúng ta cần gì? Chúng ta cần sự động viên. Chúng ta cần làm việc. Nhắc lại lần nữa, thay vì làm việc này, hãy làm việc đi. Tất cả những người chủ của bạn đang thuê bạn, họ cần bạn làm việc. Họ cần bạn làm việc. Mình nhắc lại lần nữa, làm việc nhiều hơn bình thường. Tại vì chúng ta đang thiếu một giá trị. Hồi xưa một ngày 8 tiếng chúng ta tạo ra 10 cái giá trị, nhưng bây giờ xã hội đang thiếu 5 giá trị. Chúng ta phải làm nhiều hơn, và chúng ta vẫn phải nhận một giá trị giống như cũ. Tại vì cái việc mà chúng ta nhận giá trị, chúng ta phải nhớ rằng tiền lương chúng ta nhận nó chỉ là một phần thôi. Cái vốn chúng ta nhận trong cuộc đời này đó là kinh nghiệm, kiến thức và những gì mình đã trải qua, là một cuộc sống thật là đã, vì mình đã làm hết mình. Chứ không phải là sống với cuộc sống mà bình bình bàng bàng, tăng gian, lan nhan, nó mệt. Nói chung là nó không có phê đối với mình là vậy. Làm đi ha. Ok, hãy sẵn sàng đi thích nghi. Chúng ta sẽ thích nghi, mà muốn thích nghi là phải làm việc. Ok. Rồi, cái điều số 4. Cái điều này mình nghĩ sẽ có nhiều người gặp phải. Cái gì đây ha? Thay vì ngồi ở nhà chơi game, mình biết nhiều người xa xa đỏ ha. Thay vì ngồi ở nhà xem tivi, hoặc nhiều người tranh thủ lần này đi du lịch mà nghĩ là du lịch cũng chẳng du lịch được, hoặc là làm ngủ, thì bạn nên nhớ rằng cái thời gian 8 tiếng mà bạn đang được thuê hàng ngày đó là vẫn là của doanh nghiệp. Mặc dù bạn đang ở nhà của mình, nhưng đó vẫn là thời gian của doanh nghiệp. Khi nào họ còn trả lương cho mình là mình còn phải làm việc cho họ. Khi nào bạn còn nhận lương từ họ thì thời gian đó là thời gian của công ty. Nên đừng có chiếm lấy thời gian của công ty để cho những cái thú vui cá nhân này. Cái điều đó là điều mình muốn chia sẻ với bạn. Thay thì thời gian đó đó, mình hãy làm những việc giá trị hơn. Làm gì? Đọc sách, Nghiên cứu những cái thứ mới để giúp ích cho công việc mình tốt hơn. Đọc sách để đó được mở mang, đúng không? Rồi gì nữa? Những việc mà chúng ta phải làm nè, sửa sang phòng ốc, nhà cửa, tân trang nó lại. Bao nhiêu lần chúng ta đã nói rằng là khi nào tôi rảnh tôi sẽ làm việc đó. Đó, giờ đang rảnh đó, làm đi. Nữa là gì? Yêu thương mọi người.
yêu thương người thân mình. Chúng ta nói là chúng ta bận quá, chúng ta không có lo được, chúng ta không quan tâm chăm sóc được. Đó, giờ đang có thời gian đó, lo đi, chăm sóc đi, yêu thương đi, nói chuyện đi. Bỏ cái điện thoại qua đi, bỏ cái máy tính qua đi, ngồi nói chuyện cũng được. Mà đang nói khía cạnh này là những người không đi làm. Còn nếu chúng ta đi làm, chúng ta vẫn làm việc 8 tiếng công ty. Bạn đi làm hay bạn ở nhà, bạn vẫn làm 8 tiếng. Chứ không phải là 8 tiếng đó ngồi chơi. Nhưng mà nói là thậm chí chúng ta phải làm nhiều hơn, thậm chí làm không lương. Tại chúng ta phải làm như vậy, tại vì cái trách nhiệm làm việc của mình không phải là cho mình nữa các bạn. Mà phải hiểu rằng chúng ta đang làm việc vì xã hội, vì cộng đồng, và công ty đang tạo điều kiện chúng ta làm việc. Chứ không phải là ok tôi làm cái đó tôi phải được cái đó. Mình nói rồi, cái bạn nhận được trong cái cuộc đời này á là rất công bằng. Bạn cứ làm đi, bạn đừng cứ nghĩ nhiều. Cái gì đến nó sẽ đến thôi. Giống như người nói ông trời, ông thấy hết á. Nói theo kiểu bình thường, nói theo kiểu quy tắc, quy luật vũ trụ thì nó có nhân quả. Bạn gieo duyên thì bạn sẽ nhận được cái kết quả thôi. Chứ không phải là đừng có nghĩ là ôi tôi làm việc đó tôi sẽ được cái được cái gì. Bạn nghĩ như vậy bạn sẽ bị giới hạn khả năng bạn lắm. Giới hạn nó nhỏ vậy nè. Khả năng của mình là nó vô hạn các bạn. Nó ghê lắm. Đừng có giới hạn nó lại. Bỏ cái việc này đi. Chơi game gì nữa mà giây phút này xã hội đang thiếu giá trị, chúng ta hãy tạo giá trị cho xã hội. Xem tivi ok, bạn có thể xem tivi, đừng xem quá nhiều, đừng có bỏ thời gian để giết thời gian trên cái tivi. Ngủ ok, bạn có thể tranh thủ thời gian này bạn nghỉ ngơi một chút xíu. Nhưng mà nói rồi, cái gì cũng vậy, đây là thời gian để chúng ta làm việc nhiều hơn, chứ không phải là để nghỉ Tết, không phải là nghỉ lễ. Mọi người phải rõ ràng, chúng ta không phải nghỉ Tết và nghỉ lễ trong giai đoạn này. Chúng ta đang trong một giai đoạn mà chúng ta cần phải làm nhiều hơn, cần phải nỗ lực hơn, cố gắng hơn. Tại vì đang thiếu thì chúng ta phải bù vào. Xã hội đã thiếu mà bạn vẫn để cho nó thiếu. Tôi phải làm hai cái phần của bạn. Công ty có 10 người, làm việc work from home là nhiêu? 5 người. Trong đó có 3 người làm thôi, còn hai ông kia không làm gì, không chơi. Rõ ràng là bạn đang làm một gánh nặng cho tổ chức đúng không? Số 5. Số 5 là cái cuối cùng mình muốn chia sẻ mọi người trong ngày hôm nay. Thay vì nằm đợi dịch qua, tất nhiên là nó sẽ qua. Bao lâu? Bao lâu tôi không biết. Thay vì mình ngồi mình nằm mình đợi từng ngày giống như mình ở tù vậy đó, thì hãy bạn hãy làm một việc khác đi. Thì hãy xem nó như là một cái điều kiện mới. Giống như mình nói là nó điều kiện rất bình thường. Xã hội đang có một sự thay đổi thôi. Và cái điều đó là điều bình thường của xã hội. Xã hội thì phải thay đổi, cái gì cũng phải thay đổi. Và hãy xem nó là một cái điều bình thường, không cần phải đợi nó qua. Tại vì nó có qua hay không, chuyện nó không quan trọng. Quan trọng là bạn có thích nghi được với nó hay không. Thì thay vì đợi dịch qua đó, thì hãy xem nó như là một điều kiện bình thường. Và khi mà hết dịch thì rõ ràng cái điều kiện bình thường đó trở thành một cái điều kiện tốt, phải không? Bạn thích nghi với đủ điều kiện khó khăn, thì khi mà điều kiện khó khăn qua đi thì cái điều kiện bình thường trở thành một điều kiện tốt. Nên mình nói rồi, ai mà vượt qua cái giai đoạn này á thì người đó sẽ rất là đi rất là nhanh trong thời gian tiếp theo, mình chắc chắn luôn. Và mình đang cố gắng làm điều đó, mình phải không phải là mình nói là mình làm được rồi, mình chia sẻ ở đây là mình đang cố gắng làm những việc đó, và mình chia sẻ cho mọi người về khía cạnh, góc cạnh suy nghĩ của mình. Trong cái thời gian này thì bạn làm cái gì? Làm những điều mang thêm giá trị cho cuộc đời này. Bạn chia sẻ đi. Ai có kiến thức thì chia sẻ đi. Mình nói thật, mình nói dữ. Ví dụ, cái tình hình mà dịch nó tệ hại đến mức mà bạn cũng bị bệnh luôn và bạn có thể đai vì cái chuyện này, thì ít nhất trong cuộc đời này bạn đã để lại một cái gì đó giá trị rồi. Ít nhất là một cái video, ít nhất là người ta đã thấy bạn trong cuộc đời này là ok, trước khi bạn chết đi bạn có để lại một cái gì đó. Còn hơn là bạn đợi nó qua và nó không có nhớ đến bạn cái gì hết, và bạn sẽ chết như những tất cả những người khác nếu trường hợp tệ nhất xảy ra là như vậy. Đó là 5 điều mình muốn chia sẻ cho mọi người. Bạn sẽ là người đầu tiên bị giảm lương. Bạn sẽ là người đầu tiên bị cho nghỉ việc. Nếu bạn nghĩ rằng cái tổ chức
là của tổ chức, là của ông chủ. Xã hội này là của chính phủ. Còn bạn là một cá nhân riêng biệt và độc lập. Ok, thì đúng là như vậy. Nếu bạn muốn bạn riêng biệt và độc lập theo đúng cái suy nghĩ của bạn đó, thì tôi sẽ làm một cái việc đó với một người chủ. Tôi sẽ cắt cái hợp đồng với bạn. Vì bạn muốn độc lập, tôi sẽ cắt cái hợp đồng với bạn để bạn được độc lập. Nhà nước sẽ cắt tất cả những cái quyền lợi bạn có thể nhận được để bạn được độc lập, để bạn được tự do, để bạn được là một mình bạn. Không có cái chuyện đó xảy ra đâu. Trong giai đoạn này, đối với bản thân mình nghĩ rằng, như nãy giờ mình nói, khẳng định rất nhiều lần, chúng ta phải nghĩ cho cái chung. Đây là giai đoạn, nó là một cái bẫy. Cái bẫy này sẽ khiến cho con người ta sẽ luôn nghĩ cho mình. Nghĩ cho mình trước, sau đó mới nghĩ cho người khác. Mình đang suy nghĩ ngược lại, chúng ta hãy nghĩ cho người khác trước và nghĩ cho mình sau. Vì quy tắc của cuộc đời này, quy tắc của vũ trụ này, bạn có cho đi thì bạn sẽ nhận lại. Bạn cứ muốn gom về cho bản thân mình thì bạn sẽ mất đi. Người ta rất là dễ tinh tế và nhận thức được những điều đó. Nó không có khó gì các bạn. Nên bạn đừng nghĩ là người ta không đón được những cái suy nghĩ của mình. Người ta biết hết đó ha. Nên là mình muốn chia sẻ với mọi người, hãy thay đổi cái cách nghĩ, hãy thay đổi cái cách làm đi. Vì cái cùng một 24 giờ chúng ta chỉ có hai lựa chọn thôi. Một là cố gắng làm việc và sinh ra giá trị, suy nghĩ một cách tích cực và lạc quan, mang đến những nụ cười, những niềm vui cho những người khác, và đối phó, ứng phó với cái tình hình giống như là nó là như vậy, bình thường. Hai là lo lắng, sợ hãi, không biết làm gì, không suy nghĩ được cái gì, làm việc ít đi, tính toán nhiều hơn, ngồi đợi dịch qua, xa đò game, đi vi, ngủ. Nghĩ đây là một cái kỳ nghỉ dưỡng, nghĩ đây là một cuộc nghỉ lễ hay kỳ nghỉ Tết. Bạn chọn cái nào mình nghĩ chúng ta dư sức để chúng ta biết. Và mình hy vọng là chúng ta sẽ chọn cái phương án đầu tiên, vì nó sẽ giúp xã hội này tốt hơn. Dịch rồi cũng sẽ qua. Nhưng sau khi qua, chúng ta sẽ vượt dậy như thế nào? Tình hình xã hội, tình hình kinh tế sẽ vượt dậy như thế nào? Nó phụ thuộc vào tất cả chúng ta. Nó phụ thuộc vào bạn, phụ thuộc vào tôi, phụ thuộc vào anh kia, chị nọ. Tất cả chúng ta đều phải cố gắng để làm, để vượt dậy xã hội. Tại vì chúng ta không thể nào tách rời khỏi xã hội. Như mình nói, bạn không thể tách rời khỏi tổ chức. Bạn nghĩ rằng bạn không làm ở đây, bạn làm chỗ khác. Ok. Nếu bạn nghĩ như vậy đó, thì bạn đi qua chỗ khác cũng như vậy thôi. Đây là giai đoạn thử thách bản thân mình, xem bản thân mình như thế nào. Thử thách rằng bạn có phải là một người xứng đáng để cái tổ chức đó giữ bạn lại và làm việc hay không. Bạn có xứng đáng là một người để được promote, để được tăng lương, để được thăng chức, để được hưởng những quyền lợi tốt nhất mà cái tổ chức đó sẽ tạo ra hay không. Ok. Hiện tại chúng ta đang có một từ rất hot là WFH, là work from home. Đây mình viết lại cho mọi người ha, xem ha. Work from home. Đây là giai đoạn mà chúng ta sẽ phải làm việc ở nhà rất là nhiều. Công ty nào mà còn đi làm được thì mình nghĩ công ty đó may mắn. Nhưng mà mình muốn sửa lại mọi người cái từ này. Mọi người, nhiều anh em nói là đừng hy vọng là nó không thành what the fuck. Cái con mẹ gì đây? Đại loại vậy. Nhưng mà mình nghĩ rằng hãy biến nó thành cái từ này. WTF có nghĩa là gì? Work to fight. Đây là giai đoạn chúng ta làm để chiến đấu. Chiến đấu cái gì? Chiến đấu chống lại con virus. Và mình nói với các bạn trong công ty mình, thật sự chúng ta giống như đang trong một cuộc chiến vậy đó. Nó rất là đã, rất là phê, nó vui lắm. Cảm giác hàng ngày đi làm giống như trong một cái cuộc chiến các bạn, nó phê, nó sướng gì đâu.
ai cũng cố gắng, ai cũng phấn đấu, người này làm việc này, người làm kia việc kia. Chúng ta work to fight, to fight. Xã hội cần chúng ta fighting, fighting với cái đại virus, con COVID-19, fighting với những cái suy nghĩ tiêu cực này nè, fighting với những cái tư duy như thế này. Vì nếu chúng ta cứ như vậy thì chúng ta sẽ không phát triển được. Và đó là những gì mình muốn chia sẻ với mọi người bằng hôm nay. Hiện tại công ty Store là một của mình thì vẫn đang làm việc. Và rất may mắn là những nhân sự của mình hiện tại tổ chức thì các bạn vẫn giữ được cái tinh thần work to fight. Ha, từ bán hàng trực tiếp các bạn chuyển qua bán hàng online. À, mọi người đều với tinh thần làm việc rất là hăng say. Đó là điều mà thật sự là may mắn mình có. Nhân cái video này mình gửi lời cảm ơn với tất cả các bạn trong công ty. Tất cả bộ phận các bạn đã làm việc hết mình. Hãy work to fight. Và hôm qua đây mình cũng xin gửi lời cảm ơn với tất cả những đối tác của Store là một, những nhà cung cấp đã đồng hành với chúng tôi trong thời gian qua, cung cấp hàng hóa kịp thời đúng lúc, hỗ trợ nhiều thứ để chúng ta có thể tồn tại trong cái giai đoạn này. Và mình xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến tất cả những khách hàng của Store là một đã tin tưởng ủng hộ Store là một để chúng tôi có thể vượt qua khó khăn. Và mình tin chắc và cũng đại diện là một người đại diện của công ty, là CEO, là founder, mình xin hứa với tất cả mọi người rằng là những gì mà Store là một đang làm đều sẽ hướng đến những điều tốt đẹp. Chúng ta sẽ vượt qua. Store là một sẽ tiếp tục và khách hàng sẽ nhận được những giá trị tốt nhất, những gì mà từ đội ngũ của Store là một mang lại. Mùa dịch này dịch vụ không xuống mà phải đi lên. Sau mùa dịch là một cái standard mới, một tiêu chuẩn mới về tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ. Chúc mọi người luôn luôn vui khỏe trong cái mùa dịch này. Nếu mọi người thấy video này hữu ích thì hãy chia sẻ. Nếu chúng ta thấy video này hữu ích, mình thú vị và có thể đăng ký cái kênh để có thể nhận được những video khác. Xin chào và hẹn gặp lại.